Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành đang trong cái giai đoạn đã bước sang cái thời điểm rụng xử lý lần thứ ba. Thì cái trái nó khoảng hơn ngón tay cái. Thì đối với cây cam tơ là vậy, lần thứ ba thì khoảng từ ngón tay cái trở lên tới ngón chân cái. Còn đối với cây cam già thì khoảng cỡ ngón tay cái thì nó đã hết rụng rồi. Đối với cây này thì cái quá trình rụng lần thứ ba nó đã diễn ra tương đối là xong. Hiện tại thì cái trái nó đang trong cái tình trạng phát triển tương đối là xanh. Đây các bạn có thể thấy đây. Đối với cái điều kiện năm nay á, cái vấn đề mà chúng ta tiến hành làm bông trên cây cam á, cái quá trình ra bông thì nó cũng tương đối là đạt, cũng không có gì khó khăn lắm đối với cái vấn đề khâu làm bông nha. Nhưng mà đối với cái vấn đề cái khâu mà giữ trái để cho cái quá trình nó đậu trái á, thì nó rất là khó. Nguyên nhân là do cái thời tiết nó diễn biến quá thất thường, thì đôi khi nó gây ra tình trạng rụng trái rất là mạnh. Thí dụ đối với trong một vườn á, những cái nhóm nào nó ra trước thì nó đậu được im, rồi những cái nhóm nào nó ra sau thì nó sẽ bị rụng rất là nhiều. Tại vì khi mà cái quá trình sổ nhị thì các bạn có thể thấy cây cam của mình nó không có sổ nhị một lượt, mà nó trải qua dao động từ 5-7 ngày thì cái quá trình sổ nhị nó mới diễn ra hết. Thì những cái nhóm nào thí dụ nó sổ nhị trước á, gặp điều kiện thời tiết thuận lợi á, thì nó sẽ đậu im, còn gặp điều kiện thời tiết bất lợi á, thì nó sẽ rụng. Tức là khi mà sổ nhị gặp điều kiện thuận lợi, nắng thì nắng luôn, mưa thì mưa luôn, thì cái quá trình đậu nó sẽ diễn ra là tốt. Còn nếu như mà nắng mưa thì đôi khi nó rụng rất là nhiều. Và năm nay cái tình trạng gặp cái tình trạng rụng này các bạn thấy diễn ra rất là nhiều luôn, đa phần vườn nào là cũng bị hết trơn á, hoặc là đang trong cái giai đoạn rụng sinh lý, cái quá trình rụng của nó cũng diễn ra mạnh luôn. Thí dụ đối với cây này nè, các bạn thấy là những cái chùm trái này nó bị rẽ nè, còn những cái chùm trái phía trong thì nó không có bị nè, nó xanh tươi. Trong một cây thì lúc nào cũng vậy, đôi khi nó có tình trạng rẽ, thí dụ đôi khi thuốc mình phun không tới thì nó bị chia rẽ. Nhưng mà đối với cái trái này, khi mà chúng ta quan sát rẽ, cái vết rẽ này nó đã khô trắng rồi nè, nó tương đối là hiệu quả ha. Thí dụ trái như vậy thì để chúng ta phun cho nó thiệt là khô trắng, khi mà nó khô trắng xong mà về sau cái trái nó cũng chóc ra một phần rẽ nữa. Đừng có để mà vết rẽ nó còn nhũng, nó nhũng quá thì đôi khi nó gây ra tình trạng nứt trái và rụng về sau ha. Cho nên là trong thời điểm này thì các bạn vẫn tiến hành là phun rẽ nha, phun rẽ định kỳ. Đối với cây này đang trong cái thời điểm trái cỡ khoảng ngón chân cái thì cây nó tiếp tục ra được thêm một lần đọt như thế này. Đây các bạn có thể quan sát thấy nè, đây là những lần đọt mà nó được ra, chứng tỏ cây này nó trong tình trạng khỏe và bộ rễ nó phát triển tương đối là tốt. Thì đối với cây của mình, khi mà bình thường các bạn chăm sóc bình thường và tốt á, thì cái cây nó sẽ được ra một lần đọt ở thời điểm trái như thế này. Trái như thế này nó ra được một lần đọt thì nó tương đối là ổn rồi. Đây là những cái cây mà ở cái thời điểm nó rụng bông rất là nhiều, ở thời điểm như là tháng 2, tháng 3. Tháng 3, giữa tháng 3, cái quá trình rụng bông nó diễn ra rất là nhiều. Tuy nhiên cái vườn này nó vẫn còn đậu tương đối là ổn. Ở thời điểm này thì cái trái nó lòi ra tương đối là nhiều rồi. Trong năm nay thì những cái vườn mình tiến hành làm bông lại tương đối cũng là nhiều. Cho nên là ở thời điểm khi mà tiến hành kích bông á, các bạn cố gắng là giải độc cây cho nó thật là hoàn thiện, bổ sung những chất dinh dưỡng đầy đủ. Thì khi mà cái quá trình ra bông của nó diễn ra thiệt nhiều, nó có rụng thì nó cũng còn đỡ một phần. Đặc biệt là khâu giải độc phun sâu bệnh á, cái khâu đó rất là quan trọng. Đặc biệt là các bạn bổ sung canxi bo, và tùy theo tình trạng cây mà chúng ta đi dinh dưỡng cho nó phù hợp nha. Đừng có tiến hành đi dư quá dinh dưỡng, dư dinh dưỡng, dư đạm nó cũng gây ra tình trạng rụng rất là nhiều. Đặc biệt năm nay là tình trạng mưa nó diễn ra nhiều quá. Nếu mà các bạn để cho cái đọt non nó dư đạm quá thì cái lá nó lâu chuyển lụa thì nó sẽ dễ gây ra tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng giữa cái lá non và cái bông, nó gây ra tình trạng rụng rất là nhiều. Năm nay thì mình quan sát thì đa phần những vườn bị tình trạng rụng bông do cạnh tranh dinh dưỡng diễn ra cũng rất là nhiều. Thí dụ các bạn đi dinh dưỡng nó nhiều quá, cái lá nó non hoài, cái lá nó cứ giọt giọt hoài, mà trong đó khi cây nó đã sổ nhị rồi mà cái lá nó cứ giọt hoài thì nó sẽ gây ra cạnh tranh dinh dưỡng giữa lá và trái non, thì nó sẽ gây ra tình trạng rụng. Đối với cây này nè, các bạn có thể thấy nè, đây là những cái trái mà nó bị rụng ở điểm đầu nè. Hiện tại cái đọt nó ra ngay vị trí này nè, và cây này nó cũng tương đối sung, tại vì một cái chùm này nó không phải trái, trái này đã rụng, trái này còn đậu, những cái đọt này nó vẫn ra được nè, trong một chùm này đọt nó vẫn ra được nè. Ở thời điểm đầu như thế này, nếu như mà chúng ta lấy được một lần đọt như thế này, về sau các bạn nuôi trái cây nó sẽ rất là nhanh lớn, cái trái của mình nó rất là đạt. Tại vì nguyên tắc của nó là ra đọt là ra rễ, cho nên là khi mà lấy được cái đọt thì cái rễ nó sẽ tương đối là im ổn, về sau chúng ta đi dưỡng nó sẽ tốt. Các bạn thấy nè, mé bên đây thì phun đôi khi thuốc nó không tới, đôi khi nó gây ra tình trạng rễ sơ sơ.
À, trong cái vấn đề phun thuốc thì các bạn lưu ý là chúng ta gà thuốc làm sao cho nó đều cây hết trơn ha, để cho quá trình đậu nó diễn ra được tốt hơn và quản lý ghẻ nhện. Nhắc về nhện thì trong thời điểm mùa mưa như thế này thì cái vấn đề nhện nó vẫn có nha, nó vẫn diễn ra bình thường. Cho nên là các bạn tiến hành là phun nhện ở thời điểm này thì các bạn phun đặc trị được rồi, để quản lý tốt cái vấn đề nhện đỏ ở trên trái. Cá gồng gồng. Nhện đỏ thì nó đánh ở thời điểm này, nếu như mà thời điểm này mà bị nhện đỏ đánh các bạn không tiến hành phun trị á, cái lá nó sẽ bị ngà vàng vàng và cái trái của mình nó sẽ bị ngà vì sao nó đen, nó gây ra hiện tượng da lu và da cám. Cho nên là nhện ở thời điểm này phun được ha. Còn cái trái này nó bị bọ chỉ nữa các bạn, trái này nó bị bọ chỉ đánh nè. À, trái này nè đó, nó trắng trắng mà nó có quằn quằn lằn lằn vậy nè, nó là bọ chỉ, vì sao cái trái nó trắng xác luôn. Nhưng còn nhện thì nó gây ra tình trạng da lu da cám nha, là cái trái nó nâu nâu đen đen, còn cái này là bọ chỉ đó, bọ chỉ đánh nhiều nè. Thì bọ chỉ nó sẽ đánh ở thời điểm đầu, trái non thì nó nhiều nhất, còn trái bự như vậy thì nó cũng hạn chế rồi, ở thời điểm này nhện là chủ yếu. Và khi mà cây nó ra cây đọt như thế này, các bạn vẫn tiến hành phòng ghẻ, vừa ghẻ cho cái trái này, phòng ghẻ cho đợt trái bự này và phòng ghẻ cho những cái cây đọt này đang ra. À, những cái này tương đối là có ghẻ nha, nhưng mà nó khô rồi. À, trái này nhiều luôn nhưng mà khô rồi, tương đối ổn rồi. Những này cào cào ra chắc chóc nè, thì chúng ta phun khô quá vì sao cái trái nó lớn nó nứt ra thì đôi khi nó gây ra tình trạng chóc ra được, chóc cái mài nó ra thì trái nó phát triển được lại bình thường. Còn đừng có để nó bị nhiều quá vì sao nó nứt trái. Trái này là bị nhện đánh các bạn, nó gây ra tình trạng đen trái nè, nó da lu da cám đen đen như thế này nè, chưa? Giữa trái bị nhện đánh, giữa trái bị bọ chỉ thì chúng ta nhìn nó khác liền. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tận vườn, thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn công, hẹn gặp lại các bạn như video tiếp theo. Đối với tình trạng trái của những cái cây này thì chúng ta quan sát nó cũng tương đối là ổn ha, tại vì năm nay cái tình trạng rụng nó diễn ra rất là nhiều. Cho nên là khi các bạn kích bông chúng ta đi dinh dưỡng đầy đủ cho cây, đừng quá dư, phòng sâu bệnh cho nó thật tốt để quá trình đậu nó diễn ra được tốt hơn. Rồi, chúc các bạn công.